Cúp bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2012 tổ chức tại Kazakhstan được xem là một trong những giải đấu thành công nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam. Đội tuyển lọt vào vòng 4 bán kết và xếp thứ 4 trong tổng số 8 đội tham dự. Tại Cúp châu Á 2012, đội tuyển Việt Nam được xếp vào bảng B cùng với Trung Quốc, Nhật Bản và Iran, kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2, bao gồm 2 trận thắng và 1 trận thua. Trong đó, ấn tượng nhất là chiến thắng đầy kịch tính 3-2 trước đội hình 2 của Nhật Bản của chính huấn luyện viên kỳ cựu Masayoshi Manabe. Ở vòng tứ kết, đội tuyển Việt Nam gặp Hàn Quốc với đội hình gồm nhiều cầu thủ vừa đạt vị trí thứ 4 tại Olympic London 2012, chỉ thiếu FIVB Heroes Kim Jong-un. Đội tuyển Việt Nam với sự tỏa sáng của Ngọc Hoa cùng tâm lý hưng phấn đã kết thúc trận đấu với tỷ số chung cuộc 3-2. Lọt vào vòng bán kết, gặp lại đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan. Ở bán kết, không có gì bất ngờ khi đội tuyển Việt Nam chịu thất bại trước Thái Lan. Và trong trận tranh hạng 3 với chủ nhà Kazakhstan, đội tuyển Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ và đành chịu thất thủ 0-3 trước những cô gái đến từ Trung Á. Kết thúc Asian Cup 2012, với vị trí thứ 4 đã khích lệ tinh thần rất lớn cho đội tuyển Việt Nam trong những giải đấu cấp châu lục và thế giới sau này. Vậy ngày hôm nay hãy cùng Volleyball Best khám phá xem đội hình năm ấy giờ còn ai thi đấu tại giải vô địch quốc gia. Nhóm chủ công đối chuyền của đội tuyển Việt Nam tại cúp bóng chuyền nữ vô địch châu Á năm 2012 bao gồm Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh, Dương Thị Nhàn, Nguyễn Thị Xuân, Trần Thị Cẩm Tú. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chỉ còn có chủ công Nguyễn Thị Xuân đang thi đấu cho câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang Hà Nội và chủ công Trần Thị Cẩm Tú thi đấu cho câu lạc bộ Ninh Bình Dovico. Đối với chủ công Nguyễn Thị Xuân, không phụ sự kỳ vọng của ban huấn luyện và người hâm mộ, Nguyễn Thị Xuân chính là một trong những cầu ghi điểm tốt nhất của đội bóng đương kim Á quân giải vô địch quốc gia. Cô ghi điểm từ hàng trên cho tới hàng sau với những pha đập bóng mạnh mẽ, có sức mạnh, có đường bóng chát chúa khi ra đòn ở vị trí số 4 và thi thoảng bỏ nhỏ ăn điểm là nét cơ bản của chủ công Nguyễn Thị Xuân. Nhiều trận đấu, chủ công Nguyễn Thị Xuân ghi điểm liên tục. Chủ công Nguyễn Thị Xuân luôn là chỗ dựa tinh thần của đồng đội, luôn biết động viên đàn em mỗi khi gặp khó khăn. Còn đối với chủ công Trần Thị Cẩm Tú, tay đánh Cẩm Tú có ngoại hình na ná một người mẫu, xinh đẹp và duyên dáng. Tuy Cẩm Tú thiếu chiều cao nhưng lại bật rất cao và có cổ tay tốt, biết đánh những cú đánh quyết định và có điểm rơi biến hóa để ghi điểm. Điểm mạnh của cô tại giải vô địch quốc gia năm nay đó chính là khả năng điều chỉnh bước 1 và phòng thủ hàng sau. Nhóm phụ công của đội tuyển Việt Nam tại cúp bóng chuyền nữ vô địch châu Á năm 2012 bao gồm Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Phạm Thị Kim Huệ, Đinh Thị Trà Giang và Bùi Thị Ngà. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chỉ còn có phụ công Đinh Thị Trà Giang đang thi đấu cho câu lạc bộ Hải Tiền Thanh Hóa. Đồng thời, còn có phụ công Bùi Thị Ngà thi đấu cho câu lạc bộ Bộ Tư lệnh Thông tin FLC nhưng phải tạm nghỉ vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2021 vì lý do chấn thương. Đối với Đinh Thị Trà Giang, dù không có bước tiến mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây, nhưng Đinh Thị Trà Giang vẫn được coi là phụ công hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam. Khả năng bám chắn tốt cùng những pha tấn công di chuyển thông minh được coi là sở trường của vận động viên này. Đã từng trải qua khá nhiều đội bóng, sự góp mặt của phụ công Đinh Thị Trà Giang đã mang lại ít nhiều thành công cho Việt Sobecho, Tiền Nông Thanh Hóa, Kinh Bắc Bắc Ninh hay Than Quảng Ninh. Sau 3 năm chia tay, phụ công quê gốc Lạng Sơn đã quay trở lại khoác áo đội bóng chuyền nữ xứ Thanh tại mùa giải năm 2021. Còn đối với Bùi Thị Ngà, Bùi Thị Ngà phải tạm nghỉ vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2021 vì lý do chấn thương. Hiện tại, đội bóng chuyền nữ quốc gia chưa lên danh sách tập trung trong năm 2021 và chỉ có sau khi vòng 1 giải vô địch quốc gia kết thúc. Khả năng cao, Bùi Thị Ngà sẽ tạo vắng mặt ở giai đoạn tập trung đầu tiên và đội tuyển sẽ ảnh hưởng khá lớn về chuyên môn do chúng ta có mục tiêu giành huy chương cao tại SEA Games 31 năm 2021 ở Việt Nam. Nhóm chuyển 2 của đội tuyển Việt Nam tại cúp bóng chuyền nữ vô địch châu Á năm 2012 bao gồm chuyển 2 Đào Thị Huyền và chuyển 2 Hà Thị Hoa. Libero của đội tuyển Việt Nam tại cúp bóng chuyền nữ vô địch châu Á năm 2012 đó là Libero Tạ Thị Diệu Linh.
huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam tại cúp bóng chuyền nữ vô địch châu Á năm 2012, đó chính là huấn luyện viên Phạm Văn Long. Hiện tại, ông đang là huấn luyện viên trưởng cho câu lạc bộ Kinh Bắc Bắc Ninh. Trên đây là những vận động viên của đội tuyển Việt Nam tại cúp bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2012 vẫn còn thi đấu. Nếu thấy video hay, các bạn có thể like, comment và đăng ký kênh để nhận được những video về bóng chuyền. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.